Xin chào tất cả các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tập tay sau một cách toàn diện chỉ với chiến bài hạt đất. Chiến bài hạt đất này sẽ tác động vào toàn bộ phần tay sau của bạn, gồm có các phần như sau: long head ở đây, đây là lateral head và middle head nằm ở phía trong. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết của video. Thứ tự của chiến bài tập này sẽ được mình sắp xếp theo thứ tự của long head, lateral head và middle head như mình đã trình bày với các bạn vừa rồi. Ba bài đầu liên quan đến phần long head, ba bài sau sẽ tập trung nhiều hơn vào phần lateral head, và cuối cùng ba bài cuối sẽ tập trung nhiều vào phần middle head. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng bài chi tiết. Bài đầu tiên sẽ là bend dip. Ở đây thì mình sử dụng bục gỗ, các bạn có thể sử dụng ghế ở nhà hoặc một số vị trí khác chẳng hạn, ví dụ như giường của mình, thì mình vẫn có thể thực hiện được bài bend dip này. Kỹ thuật thực hiện của nó thì cực kỳ đơn giản. Điều các bạn cần lưu tâm duy nhất đó là lòng bàn tay của chúng ta hướng sang hai bên, và lúc đẩy thì đẩy vai của mình ra phía sau, đồng thời kết hợp với việc ưỡn ngực. Như vậy thì biên độ độ của động tác sẽ tối đa. Sẽ làm phổ biến khi tập động tác này đó là lòng bàn tay của bạn sẽ hướng về phía trước. Lúc này thì vai của chúng ta có xu hướng bị đưa về phía trước nhiều hơn, và ngực khó được ưỡn, do đó biên độ của động tác cũng sẽ bị giảm lại. Như vậy thì biên độ chuyển động giảm, do đó độ hiệu quả của động tác cũng sẽ giảm đi. Đồng thời phần cơ nối giữa cánh tay và vai nằm trong khớp vai của bạn sẽ bị cắn trong chuyển động như thế này. Tập thường xuyên, nếu như nặng các bạn có thể gác thêm tạ lên chẳng hạn, thì phần này sẽ bị chấn thương ngay nếu như tập lâu dài. Đây là điểm lưu ý của động tác. Ở đây thì mình đang hướng dẫn nên mình chọn bục cao để hướng dẫn dễ dàng hơn. Còn khi các bạn tập luyện có thể chọn bục thấp hơn. Ví dụ như ở đây mình hạ bục thấp xuống thì độ nặng của động tác sẽ được tăng lên. Còn nếu như các bạn không thể thay đổi được độ cao của bục, có thể chọn một vị trí đặt chân cao hơn. Như vậy thì độ nặng của động tác vẫn đảm bảo để giúp phát triển hiệu quả cả về sức mạnh lẫn như kích thước của phần tay sau của bạn. Động tác thứ hai cũng liên quan đến phần long head của chúng ta như mình đã nói khi nãy. Bài này thì nó không cần đến bục cao, cần một bục với độ cao vừa phải, nên mình sẽ sử dụng bục nhựa kilo để thực hiện động tác. Long head của bạn có một chức năng đó là kéo phần cánh tay của chúng ta xuống dưới. Do đó, khi cánh tay và thân người tạo thành một góc nhất định kết hợp với chân đông gập thì nó sẽ tập trung tốt vào phần long head. Đơn giản là như vậy. Ở đây thì mình sẽ chọn bài tricep extension để chân lên cao nhằm tạo một góc nhất định giữa cơ thể và cánh tay. Lúc xuống và lên, góc hợp giữa cánh tay và thân người không có sự thay đổi quá nhiều, do đó phần long head được tập trung rất nhiều. Còn về độ nặng của động tác khi đưa vào trong thì động tác sẽ trở nên nặng hơn. Tuy là nặng hơn nhưng về độ tập trung thì nó ít tập trung cho phần long head hơn. Mà ở đây nó đòi hỏi chuyển động của tất cả các phần của tay sau. Còn khi đưa tay về phía trước, động tác sẽ nhẹ hơn, đồng thời nó sẽ tập trung tốt hơn vào phần long head. Bởi vì khi đưa tay về phía trước thì góc hợp giữa thân người và cơ thể của bạn gần như là không đổi, nên vị trí mà nó tập trung vào sẽ là long head. Còn khi đưa tay sát vào người thì góc hợp giữa cánh tay và thân người có xu hướng thay đổi nhiều. Nó cần sự chuyển động của tất cả các phần cơ của phần tay sau, gồm có long head, lateral head và middle head luôn. Về lưu ý khi thực hiện động tác, chắc chắn toàn bộ phần lưng, bụng của bạn phải được giữ thẳng. Còn về vị trí tay thì khi khuỷu tay của bạn hướng ra ngoài, đồng thời lòng bàn tay của bạn hướng vào trong khi thực hiện động tác đẩy thì nó sẽ tập trung nhiều phần lateral head. Ở đây chúng ta đang muốn tập trung vào phần long head, vì vậy chúng ta sẽ tập ngược lại, đưa lòng bàn tay của chúng ta ra ngoài và khuỷu của chúng ta hơi hướng vào trong, tập trung tốt hơn cho phần long head. Mình sẽ làm mẫu. Đây sẽ là tip riêng mình chỉ thêm cho các bạn. Như thế này hơi rộng một xíu, khuỷu tay sẽ hơi hướng vào trong, nó sẽ tập trung tốt
cái phần long head. Và bài thứ ba vẫn liên quan đến phần long head của chúng ta, tức là phần nằm ở phía dưới này. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần để giúp cho các bạn hiểu hơn rằng chúng ta đang tập thứ gì và cần dùng điều gì để tập thứ đó. Vẫn giống với nguyên tắc khi nãy, tạo một góc nhất định giữa thân người và cánh tay để khai thác được chuyển động của phần long head. Ở đây thì mình sẽ chọn bài push up. Nó khác với bài tập vai thông thường. Ở đây chúng ta đang tập phần tay sau, nên đa phần sẽ chú ý vào chuyển động gập, duỗi. Sẽ đưa tay ra phía sau một xíu so với thông thường, đẩy tay hơi ra phía sau. Khi xuống chúng ta đưa cổ chỏ mình về phía sau, tăng cường chuyển động gập, duỗi của cánh tay, tập trung lực vào phần tay sau. Vẫn giống như khi nãy mình nói, khi thân người và cánh tay tạo thành một góc nhất định trong chuyển động đẩy, thì chuyển động của phần long head sẽ được khai thác nhiều hơn so với các phần cơ khác của tay sau. Và tất nhiên trong bài tập này vai của bạn vẫn tham gia, nhưng xét về độ hiệu quả cho phần tay sau, đây vẫn là một bài tập cực kỳ hiệu quả, tập trung tốt phần long head. Vừa rồi thì chúng ta vừa đi qua 3 bài của phần long head. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lateral head. Và những bài tiếp theo, 3 bài tiếp theo sẽ liên quan đến lateral head. Giống với khi nãy mình nói, khi cánh tay của bạn ép sát vào người thì phần được tác dụng nhiều hơn sẽ là phần lateral head. Ở đây mình sẽ chọn bài tricep extension. Nhưng chân của chúng ta đặt ở dưới thấp nhằm tạo ra sự thay đổi hợp với cánh tay và thân người. Góc này thay đổi thường xuyên thì chuyển động của bạn này sẽ được khai thác nhiều hơn. Đẩy người về phía trước nhiều một xíu để khi xuống cánh tay của chúng ta ép vào người sâu hơn, và đồng thời nó cũng sẽ khai thác hiệu quả hơn chuyển động gập. Cứ như vậy, xuống, lên, xuống, lên. Và giống với tiếp khi nãy mình nói với các bạn, đó là để tác động hiệu quả ở phần lateral head thì chúng ta đặt tay hẹp, đồng thời hơi hướng khuỷu của mình ra phía ngoài. Như vậy sẽ tập trung nhiều hơn trong phần lateral head, phần cơ bắp tay sau nằm ở phía ngoài. Còn về độ nặng của động tác, khi cánh tay của bạn đưa vào càng gần cơ thể thì động tác sẽ càng nặng, còn khi đưa ra càng xa thì động tác sẽ càng nhẹ hơn. Tất nhiên toàn bộ phần lưng bụng đều được gồng chặt cả. Nếu phần lưng bụng của bạn không được gồng chặt, biên độ của động tác đôi khi sẽ là bị phần lưng bụng của chúng ta nó hạn chế mất đi. Ví dụ như thế này, lúc xuống thì chân của bạn tiếp đất, do đó lực mà phần tay sau của bạn nhận được sẽ ít hơn so với việc các bạn giữ thẳng người. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến bài thứ 5, và mình xin nhắc lại một lần nữa, đây là bài tập sẽ tập trung phần lateral head. Bài này sẽ tận dụng triệt để thứ mà mình vừa nói khi nãy, đó là đặt hai cánh tay gần sát vào nhau để tăng sự tác dụng của động tác của phần lateral head, chính là diamond push up. Lúc xuống ép hai cánh tay gần sát vào người và đẩy lên, xuống, lên. Việc ép sát cánh tay vào người nó sẽ tăng được chuyển động gập, duỗi của phần cánh tay của bạn nếu như các bạn banh phần cánh tay của mình ra phía ngoài. Chuyển động gập duỗi vẫn được khai thác nhưng sẽ lệch hơn. Đồng thời khi các bạn xòe cánh tay của mình ra ngoài thì vị trí vai của bạn sẽ dễ bị chấn thương, khớp vai của bạn sẽ dễ bị ảnh hưởng. Còn về vị trí của tay, nếu như mới đầu các bạn tập hít diamond mà nó có đau thì các bạn sẽ xoay lòng bàn tay của mình ra phía trước nhằm hạn chế độ gập của phần cổ tay, nó sẽ đỡ hơn so với việc các bạn hướng vào trong, vì hướng vào trong dễ đau cổ tay hơn. Còn nếu như các bạn vẫn cảm thấy đau thì đặt tay của mình giãn cách ra ngoài một xíu, lúc này thì động tác sẽ nhẹ hơn và đỡ đau phần cổ tay của các bạn hơn. Và khi nào đã đủ khỏe thì đưa tay vào trong chạm thẳng vào nhau như là diamond. Hai phần long head và lateral head là hai phần sẽ tham gia chủ lực và chuyển động gập duỗi của phần tay sau của bạn. Do đó trong một động tác, nếu như phần long head tham gia ít thì chắc chắn phần lateral head
sẽ gánh một lực nhiều. Vì vậy, nguyên tắc của hai phần này khi tập luyện đôi khi có thể là hơi trái ngược nhau. Sử dụng nguyên tắc này thì mình sẽ thực hiện bài incline push-up. Bài này thì tay chúng ta được đặt lên cao nhằm tạo sự thay đổi giữa góc hợp giữa cánh tay và thân người để tận dụng được phần lateral head tốt hơn. Nó ngược lại hoàn toàn so với những bài mà chúng ta tập phần long head. Đây là một bài tập hít đất cực kỳ cơ bản. Form thì có quán chữ cho thân người của bạn thẳng, lóc xuống. Vị trí lòng bàn tay của mình bằng vai, hơi tiến người về phía trước nhiều hơn thông thường một xíu. Lúc xuống thì các bạn sẽ gặp rất nhiều ở phần cánh tay. Phần tay sau của bạn sẽ được khai thác cứng động một cách hiệu quả. Cứ như vậy thì phần tay sau của bạn sẽ được phát triển. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với 3 bài của middle head. Và lượng cơ nó chiếm thì tương đối nhỏ, không bằng hai phần cơ kia. Vì vậy những bài tập nào sử dụng đều cả phần long, lateral thì middle head cũng được sử dụng tương đối hiệu quả. Nó không tham gia nhiều vào chuyển động và động tác. Do đó, để có thể cảm nhận được độ hiệu quả thì đôi khi đối với nhân bạn mới thì điều này có vẻ là khó. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn 3 bài được xem là tác động đều vào cả 3 phần middle, lateral và long head. Về tip thì khi nãy mình đã nói với các bạn rồi, hướng ra ngoài thì vào long, hướng vào trong thì ăn vào lateral. Còn ở đây, muốn có tác động hiệu quả vào phần middle thì để tay của các bạn thẳng. Lúc này thì cả đều 3 phần đều được tác dụng hết, cả middle head. Nó không phải là phần cơ tham gia chính vào chuyển động, nhưng so sánh độ hiệu quả của động tác này với các động tác khác thì động tác này sẽ tác động hiệu quả hơn vào phần middle head. Những lưu ý thì tương tự, càng xa thì động tác sẽ càng nhẹ, càng gần thì động tác sẽ càng nặng. Ở đây thì các bạn cũng nên đặt gần luôn để nó tận dụng đều cả 3 phần long, middle và lateral. Khi phần middle ở trong, nó gọi là nền móng, nó phát triển thì nó sẽ nóng cho phần lateral trông cao hơn và cũng làm cho một phần long head trông sẽ cao hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo, đó là reverse grip tricep extension. Bài này sẽ cần đến một chiếc thảm để giảm đau cho phần cổ tay. Nhắc đến những bài reverse grip thì phần cổ tay của các bạn phải được đặt ngược lại. Riêng bài này nó sẽ tác động hiệu quả, gần như là hiệu quả nhất cho phần middle head của các bạn. Nhưng khổ một cái là nó hơi đau. Này, cổ tay của bạn up và thực hiện tricep extension. Trong thì có vẻ đau nhưng mà nó đau thật. Bài này thì mình không khuyến nghị các bạn tập quá nhiều bởi vì nó có ảnh hưởng đến cổ tay của chúng ta. Nhưng trong một video hướng dẫn thì mình muốn hướng dẫn một cách chi tiết nhất làm sao để các bạn hiểu toàn bộ vấn đề trong luyện tập. Đối với những bạn có cổ tay khỏe thì bài này tương đối bình thường. Còn lúc trước mình bị rách dây chằng cổ tay rồi nên mình tập bài này thường xuyên sẽ không tốt, nó sẽ tạo cảm giác đau. Và phần lat, phần middle head thì gần như là một phần nào đó rất ít ai tập, nên việc phát triển nó lên một mức cao thì cũng tốt nhưng không phải là lựa chọn bắt buộc phải làm. Chúng ta nên tập trung vào hai phần này và này thôi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bài cuối cùng liên quan đến middle head. Phần cơ nằm bên dưới để nóng cái phần cơ lên cao hơn. Và bài cuối cùng sẽ là close grip push up. Khi đất thông thường nhưng tay của chúng ta đang hẹp. Vẫn tập trung vào chuyển động cặp duỗi của phần cánh tay để khai thác tốt hơn phần tay sau của các bạn. Tương đối giống với push up. Bài này thì tất cả phần tay sau của bạn đều tham gia, cả middle, lateral và long head. So với các bài khác thì bài này sẽ tác động hiệu quả hơn vào phần middle,
Nhưng một lần nữa xin nhắc lại, đó là middle không phải là phần chính tham gia. Trong động tác này nó hiệu quả hơn các động tác khác thôi. Còn về thành phần tham gia thì cả lateral, long head và middle head đều tham gia. Và hai phần cơ lớn sẽ chiếm nhiều lực hơn, còn phần cơ nhỏ sẽ chiếm ít lực hơn. Động tác này nó khá giống với Bushido, nhưng khi xuống các bạn ép phần cánh tay của mình vào sát người để khai thác được hiệu quả chu nọn gập duỗi. Như vậy thì phần tay sau sẽ được phát triển một cách hiệu quả. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn 9 bài đó làm sao hiệu quả để tác dụng toàn bộ phần tay sau. Nếu như thấy video hay và hữu ích, nhớ like video và subscribe kênh giúp mình. Nếu có thiếu sót gì, các bạn nhớ bình luận bên dưới để mình rút kinh nghiệm ra những video tiếp theo hay hơn và bổ ích hơn cho các bạn.